Đã bao giờ tự tay trồng một cái cây từ giai đoạn đầu tiên là làm đất cho đến khi gặt được thành quả là hoa lành, trái ngọt chưa? Và thời gian để chờ đợi là bao lâu? Có thể là 3 tuần, 3 tháng hoặc lâu hơn nữa. Và trong quá trình vun bồi tới tầm ấy, bạn có nhận ra rằng mỗi ngày cái cây lớn lên là một sự kỳ diệu. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, mỗi khoảnh khắc đều đáng quý, đáng trân trọng. Ta không thể biết hơi thở cuối phải rời lồng ngực, xa lìa cuộc đời này là khi nào. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cuốn sách đã khơi dậy trong tôi ý lực ấy là Sống như ngày mai sẽ chết của tác giả trẻ Phi Tuyết. Phi Tuyết sinh năm 1990 là một cô gái có tư tưởng nổi loạn. Cô tự nhận mình là một song tử điển hình với những tính cách tương phản chan chát nhau ngay trong cùng một bản thể, là một người đang cố gắng sống được thật nhiều cuộc đời chỉ trong một kiếp này. Viết về Sống như ngày mai sẽ chết, Phi Tuyết mong muốn độc giả hãy tưởng tượng đây là cuốn sách hướng dẫn bạn làm vườn. Bạn chính là người nông dân. Cuốn sách như người dẫn đường và tặng bạn cái liềm, cái cuốc để xới đất, tặng bạn hạt giống, tặng bạn cây bút để bạn thiết kế khu vườn và cho bạn nhiều ý tưởng. Nhưng chính bạn phải là người hành động. Khu vườn ấy trở thành vườn hoa rực rỡ ngát hương thơm, hay bạn muốn bỏ mặc khu vườn cuộc đời mình thành mảnh đất hoang phế đầy cỏ dại? Không ai khác, quyền quyết định là ở chính bạn. Cuốn sách được chia làm 4 phần, tương ứng với 4 bước trong quá trình trồng cây và tạo nên mảnh vườn riêng của mình: làm đất, chọn hạt giống, gieo hạt, chờ đợi và gặt thành quả. Mà theo mình, đây là cuốn sách giúp bạn thiết kế cuộc đời. Ở phần 1 là phần làm đất, tác giả ví cuộc đời mỗi con người như một cuốn phim với những ngoại hình và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, không bao giờ trùng lặp. Ai cũng có cho mình một bộ phim riêng, dù đó là kẻ hành khất hay là một vị vua, là bộ phim truyền hình nhiều tập mà bạn là diễn viên chính kiêm luôn đạo diễn, và chỉ có bạn mới có quyền cho ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình. Khi bạn bị cô lập, tổn thương, bị xúc phạm, bị phản bội, những cảm xúc tiêu cực ấy thật không dễ chịu chút nào. Nhưng bạn sẽ làm gì với nó? Vượt qua hay là bị quật ngã? Bạn được sinh ra để tự viết lên câu chuyện cuộc đời mình, tự hoàn thành các vai trò trong chuyện và sau cùng là thưởng thức chúng bằng cả tấm lòng. Và nếu cuộc đời đã là một cuốn phim, hãy làm cho nó đáng xem. Và phải làm sao để có một bộ phim thật hay, thật ấn tượng? Đọc Sống như ngày mai sẽ chết, chúng ta sẽ được hướng dẫn điều đó qua phần 2, chọn hạt giống, gieo hạt. Mình ấn tượng nhất ở đây là cách tác giả hướng dẫn chúng ta đặt mục tiêu và học nó qua những trò chơi. Giả sử chúng ta đang chơi trò chơi ném bóng vào bức tường trước mặt. Dù là bị bịt mắt, bị xoay 10 vòng thì bức tường vẫn ở đó. Bạn chỉ cần ném đi ném lại thì ắt bóng sẽ trúng tường. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bức tường ấy biến mất? Sẽ chẳng bao giờ bạn ném trúng bóng vì đơn giản chẳng có bức tường nào ở đấy cả. Giờ hãy liên tưởng rằng trò chơi ném bóng chính là trò chơi cuộc sống. Bức tường nơi bạn ném chính là mục tiêu của cuộc đời bạn. Và cuộc đời không có mục tiêu cũng như hành động ném bóng vô nghĩa. Ở đây, Phi Tuyết cũng đưa ra những cách nho nhỏ để chúng ta có thể nâng cao được giá trị bản thân. Ví dụ như luôn đúng giờ vì tôn trọng thời gian là tôn trọng chính mình. Cố gắng giữ lời hứa mà bạn nói ra. Dừng ngay việc viện cớ và sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan. Khi đã gieo được hạt giống và chọn hạt tốt thì phần còn lại của chúng ta chỉ còn là chờ đợi và gặt thành quả. Chúng ta sẽ đến với phần 3 là phần chờ đợi. Khi nhận được thành quả là thắng lợi, là vinh quang, bạn sẽ thỏa mãn và sung sướng vô cùng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi khu vườn đã được bạn tưới tẩm và chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn không cho ra hoa lành, trái ngọt thì sao? Bạn sẽ buồn bã, thất vọng. Không, cuộc đời dài bao lâu mà những gì ngọt ngào nhất cứ phải dành cho phút giây sau cùng. Hãy học từ những vấp ngã vì mọi trải nghiệm đều đáng giá. Không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu. Tôi học được điều ấy qua Sống như ngày mai sẽ chết của tác giả trẻ Phi Tuyết. Cái hay của tác giả là buộc người đọc phải tưởng tượng liên tục theo nhịp văn thôi thúc, dồn dập. Đây cũng là cuốn sách mà Thảo được anh trai tặng từ năm 12 tuổi. Và cũng nhờ cuốn sách này mà Thảo đã hình thành được thói quen đọc sách cho đến tận bây giờ. Qua cuốn sách này, Phi Tuyết đã đưa ra những bài học mà theo tôi là hữu ích và đáng học hỏi cho những ai, bất cứ ai đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, đầy đủ nhất của đời người. Như các bạn thấy đấy, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường. Mỗi chúng ta cần nêu cao ý thức phòng tránh dịch. Ở nhà là một trong những biện pháp tốt nhất hiện nay, nhưng không ra ngoài trong thời gian quá lâu sẽ làm cho chúng ta bí bách, ngột ngạt hay thậm chí là dẫn đến trầm cảm.
Vậy hãy để sách nuôi dưỡng tâm hồn bạn và Sống Như Ngày Mai Sẽ Chết là một cuốn sách như vậy. Ngày hôm nay tôi lựa chọn đọc Sống Như Ngày Mai Sẽ Chết, còn các bạn thì sao?